đó vậy đó. Mình sẽ đề lên cho các bạn, quý chị các bạn ghi nè. Đó, đẳng cấp của Dream Thái mà Dream thì nó khác nha. Đó, nãy giờ các bạn ghi cũng nhiều thì các bạn sẽ biết thôi. Đẳng cấp của Dream Thái thì nó như thế. Dream Thái Dream chưa rớt đầu. Nó nổ lắm. Nè, mình đưa lên cái dàn cái máy ở trên này, các bạn ghi lúc nó đang nổ này. Các bạn ghi cái tiếng động gì không? Đó. Con này giá nhiêu anh? Hello, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hiện tại mình muốn giới thiệu với các bạn cái lô xe Dream Thái Super mới về. Super cũng chưa rớt đầu luôn nha các bạn. Rồi một chiếc Dream Thái gần cũng chưa rớt đầu luôn, lần đầu tiên trong lịch sử mình thấy luôn. Nó êm, nó núa mà tới mức mà không nghe tiếng máy. Thì nói chung là mình sẽ review chi tiết về từng con xe cho các bạn ha. Đó là một chiếc Super nè, con này cũng rút hồ sơ được này, cũng ngay chủ cái giói này các bạn. Thì các bạn mua thì sẽ ký rút hồ sơ, và các bạn muốn chuyển về tỉnh nào thì cũng được cả. Thì con đây là Super cũng chưa rớt đầu luôn, hiện trạng là riêng nguyên con nha các bạn. Không, tại vì là nhà có thằng này rút mà, thằng này chưa rút hồ sơ mà. Đó, mình đang quay chi tiết cho các bạn á. Không, cái gì của thằng anh thì bắt đầu là không có cái hồ sơ, cái hồ sơ là biển số nó này các bạn, 51H17185. Anh có hả? Ồ, đẹp lắm. Con này là Super nha các bạn. Ở đâu mà lấy đâu. Rồi, mình sẽ đề máy cho các bạn, quý anh chị và các bạn ngồi nghe. À, cái gì chuyển hả? Đó, các bạn nghi khi nó đang nổ thì các bạn nghi máy ở phía trước này. Rồi mình sẽ để qua tiếng bô cho các bạn nghi á. Rồi là tiếng bô của nó. Đó là cái chiếc Super nha các bạn, chưa rớt đầu luôn, còn nguyên. Đó thì mình vừa test cho các bạn một con Super. Cái cửa hàng Tám Phước nha các bạn. Còn đó số điện thoại đó 0909523555. Còn địa chỉ là 935 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức nha các bạn. Giá của con này giá của con này là 20 triệu nha các bạn. Là riêng nguyên con. Đó. Riêng nguyên con luôn. Quay chi tiết cho các bạn máy của nó. Rồi, tiếp theo là con Super thứ hai cũng riêng nguyên con, chưa rớt đầu luôn này. Đó. Quay chi tiết, quay cận cảnh cho anh em xem. Đó. Nước sơn vẫn còn zin, biển số đây 59 luôn. Ở cái này là mình xi ngay chủ nên cái giói rút hồ sơ bình thường nha các bạn. Đẹp quá. Đó, máy của nó đó, máy bóng đó. Rồi, giờ mình sẽ để máy cho các bạn luôn. Đó, đây là tiếng nổ của cái chiếc Super thứ hai nha các bạn. Con này giá nhiêu anh? 22 triệu. 22 triệu. Đó, 22 triệu, đẹp lắm. Được rồi, chuyển xuống con này đi. Rồi Đây là một con Dream Thái nhưng mà lên đầu đầu sắp pe, đầu sắp pe. Con này mình cũng đã được chạy thử rồi các bạn. Con này nói chung là chạy đầm cực kỳ luôn và rất là mạnh luôn, nhẹ lắm, nhẹ nói chung là êm. Con này sườn nó cứng lắm. Thì nãy tại mình thấy đẹp quá, mình lên mình thích mình chạy thử. Đẹp, con này đẹp lắm. Đó, Dream Thái mà đầu nòng thì ở Super. Thích chơi như vậy. Đó, người nhìn đi, máy móc nó còn già rồi hết nha các bạn. Rồi biển số của nó này 514261. Rồi bây giờ đề máy cho các bạn này. Đó. Đây là tiếng bô nổ. Rồi để lên phía máy này các bạn. Thì rất là êm luôn. Đó, được ăn được. Tại nãy xi về bị mưa mà các bạn, rửa nên chưa có khô. Rồi con nói nhiêu anh quay nhé, con này 23 triệu. Con này đẹp cực kỳ, chạy êm lắm. Rồi các bạn còn lại mới cái chiếc Super Dream Thái mà chưa rớt đầu, các bạn đợi cuối clip ráng mà coi, mình sẽ giới thiệu các bạn chi tiết ở cuối clip đó. Đó là chiếc Dream Thái 0030 22 triệu. Con này 22 triệu nha các bạn. Sườn lóc zin. Con này cũng sườn lóc zin nữa. Con này gắn cái áo. Cái áo luôn. Tại các bạn biết sao không? Ít khi mà gắn vô không? Tại vì khi mà gắn vô thì mình quay sườn rồi các bạn không có chi tiết được, máy không có chi tiết được. Nên để cho quay kỹ cho các bạn xem cái nước sơn riêng của nó luôn. Rồi đề máy con này. Con này thì rớt đầu rồi. Giá này nhiêu anh? 22 triệu. 22 triệu. Ồ, nổ của em quá. Rồi. Rồi tiếp theo là chiếc Dream Thái. Đó, đây là máy của nó các bạn. Wow, con người lưỡng. Đó, nước sơn vẫn rình quý chị và các bạn. Phải quay chi tiết, anh em yêu cầu là phải quay thật chi tiết. Đó, biển số đó. Hay là mặt bên nước sơn đây, nhìn cái nước sơn đó này nè, người ta xài mà miết bạc màu đây là các bạn biết rồi, nước sơn riêng của nó. Nếu mà sơn lô thì bạc hết, nó cóc hết. Con này giá nhiêu anh? 19 triệu. 19 triệu. Riêng Thái này 19 triệu nha các bạn. Rồi tiếp tục mình giới thiệu con thứ 5 cho các bạn á. Con thứ 5 cũng về trong tuần này luôn là 53 B14027. Đẹp quá. Để quay mặt bên cá cho anh em xem. Rồi bô zin nó nha, bô zin á, nước sơn riêng luôn nha, lóc nước sơn hộp zin luôn. Rồi đề cái anh. Con này giá nhiêu anh? 15 triệu. Rồi Dream Thái này 15 triệu nha các bạn. Đó. Bạn nó hỏi luôn chiếc Jupiter. Bao nhiêu anh? 13 triệu. 13 triệu. Đó, anh chị và các bạn nào muốn chơi Jupiter thì đó. Nguyên con luôn á. Cũng tin nguyên con. Cũng keo rồi. Mã số 43 nha các bạn. Đó. Rồi mình lên mình lướt sơ lại cho các bạn, với anh chị và các bạn xem á. Rồi, con này là 15 triệu. Biển số 53B14027. Biển số này là 59. 59B2 53869. Giá của nó là 19 triệu. Con Dream Thái này là 22 triệu. Mã số là 0030. Đó. Còn hai con Super này chưa rớt đầu. Con này là 05148 nha các bạn. Giá nó là 22 triệu. Rồi con Super bên này cũng là 20. Đó, thì mình vừa lướt cho các bạn xem á. Rồi đây mới là cái nhân vật chính của trong cái lô về đây. Con này là ring nguyên con luôn các bạn. Ring gần như là chưa mất cái gì đồ ring của nó luôn á. Ring này ring nguyên con. Rồi nước từ nước sơn của nó này. Ngay cái đồng hồ của nó km vẫn còn nha các bạn. Đó. Đó, máy móc của nó ring cứng luôn. Con này đề máy lên cái là nhiều người chết liền. Bởi vì lần đầu tiên trong đời của mình cũng gặp một chiếc như này. Biển số các bạn 502542 84 250 84 còn hai con. Mojin. Có một vàng có một xanh. Đó, nè các bạn quay này, sườn của nó này, quay chi tiết cho mọi người cùng xem chứ. Đó. Sườn của nó đó. Từ trước đó chị nắng lên tới độ 3 tới rồi. Đó, còn dư là tới đó. Mình sẽ đề lên cho các bạn, quý chị các bạn ghi nè. Đó, đẳng cấp của Dream Thái mà ring thì nó khác nha. Đó, nãy giờ các bạn ghi cũng nhiều thì các bạn sẽ biết thôi. Đẳng cấp của Dream Thái thì nó như thế. Dream Thái ring chưa rớt đầu. Nó nổ đó. Nè mình đưa lên cái dàn cái máy ở trên này các bạn nghe lúc nó đang nổ này. Các bạn nghe cái tiếng động gì không? Đó. Con này giá nhiêu anh? 43 triệu. Con này cũng rút được hồ sơ nên các bạn cứ yên tâm á. Ngay toàn là xi ngay chủ không à. Đó thì mình vừa lướt qua cái lô Dream Thái này. Dream Thái hả? Có 6 chiếc. 5 chiếc Dream Thái. 5 Dream Thái, 2 chiếc Super. Đó. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì liên hệ qua số điện thoại là 0909 523 555 nha các bạn. Gặp anh Tám Phước. Địa chỉ là 935 Tỉnh Lộ 43, khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.